con gái ngày xưa. Em ăn đi. Dạ vâng ạ. Anh cũng ăn đi ạ. Em ăn đi, anh ngắm em là đủ rồi. Anh ngắm thế em ngại chết mất. Có gì đâu mà ngại. Dạ vâng ạ. Con gái ngày nay. Em ăn đi. Dạ vâng ạ. Anh ơi ăn đi ạ. Thôi em cứ ăn đi, anh ngắm em được rồi. Dạ vâng ạ. Rơi đồ ăn khi có người. Con nhà Sơn ông lọ. Chỉ là cái kẹo thôi mà. Bị tôi bắt đi chơi điện tử thế là tôi bảo bố lo. Rơi đồ ăn khi một mình. Khi lần đầu được lên sân khấu hát. Và để tiếp tục chương trình, chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả các quý vị và các bạn một ca khúc vô cùng đặc biệt với sự thể hiện của ca sĩ xóm Đô Đa. Xin mời. Dạ, em xin chào tất cả các quý vị và các bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Đạt với biệt danh ca sĩ xóm. Hôm nay em xin được trình bày một ca khúc mang tên Khi anh qua thung lũng. Thằng này con nhà ai mà tài thế? Thằng này là con tốt chết đấy. Em xin được trình bày ạ. Trình bày đi. Cho tí nhạc đi. Ôi giời ơi, tưởng thế nào. Lại còn bắt chúng ta đi thung lũng nữa. Tuổi thơ tôi Kiều. Sáng nay mẹ đi làm hả mẹ? Ừ đúng rồi. Mấy giờ mẹ đi làm? Tao chuẩn bị đi đây. Mấy giờ mẹ về hả mẹ? Ơ hay, cái thằng này hỏi nhiều thế nhỉ. Mày muốn tao đi làm à? À không, con hỏi để biết đi mà. Ở nhà không học mà chơi điện tử, mày chết với tao. Vâng. Alo. Vào game ngay. À rồi rồi, tao đang đuổi theo đây. Ái dạ. Năm năm 25. Khi con gái đến ngày. Khi con trai đến ngày. Những cách tiêu tiền bá đạo. Chú ý giúp đi đâu? Ra đây. Đến ngày trưa ấy nhở? Rồi á. Thế thì biết như nào rồi đấy. Dạ đây ạ. 6 mà đến ngày lấy lương. Đừng để tao phải nhắc. Ngày nào mình cũng tập cả sáng cả chiều. Mỗi lần 60 cái, hai tay, mỗi tay 30 cái. Mình tập cái này 3 tháng rồi các bạn ạ. Và kết quả mình nhận được là bài học rút ra là có công mài sắt, có ngày vẫn thế. Khi tôi đi chợ. Bao nhiêu một mớ mồng tơi đây cô? Mồng tơi này 6.000 cháu ơi, tươi lắm. Khiếp đắt thế. Ơ hay, cái thằng này hay nhỉ. Mày thử đi hết cái chợ này xem có ai bán rẻ như tao không. Đứng lại. Đã hỏi là phải mua. Thế cô lấy cháu một mớ mồng tơi ạ. Thế có phải nhanh không? Mà mày lấy hai mớ đi, cô bán rẻ cho 10.000. Vâng, thế cô lấy cháu hai mớ.
Đây cháu. Lần sau cứ ghé cô mua rau nhé. Tươi ngon lắm. Dạ vâng. Bao tiền một mớ rau đây em ơi? À 3.000 hai mớ chị ơi. Chị chọn mớ nào cũng được. Tươi ngon lắm. Mẹ tôi đi họp phụ huynh. Không hiểu các anh các chị dạy dỗ con cái kiểu gì, suốt ngày bỏ học đây này. Đấy, không biết con nhà ai nhỉ? Phụ huynh cháu à, nghe rõ chưa? Dạ dạ. Phụ huynh cháu đạt đâu ý nhỉ? Dạ tôi đấy ạ. Bà dạy dỗ con bà như thế nào mà để nó học giỏi như thế này? Đây này, suốt ngày đứng nhìn ớp đây này. Dạ thế thì tốt quá. Sắp tới tôi có mời em nó đi thi học sinh giỏi. Không biết ý em nó như thế nào. Không đi em cũng mất đi ạ. Để được thằng con quý hóa đây chị. Sướng nhất chị đấy nhá. Này này, chưa đến con bà đâu đi nhá. Dạ. Đi học về. Thằng kia mày học như thế nào mà đứng nhìn lắm hả? Mỗi lần mua đồ online. Ôi trời ơi, mày mua cái gì mà nhiều thế? Mày mua nhiều như thế này lấy tiền đâu ra mà trả hả? Dạ không phải như mẹ nghĩ đâu. Mày mua bao nhiêu từng này hả? Dạ 5.000 mẹ ạ. Cái gì? Mày đùa tao à? Khoan đã, từ từ mẹ để con nói đã. Tại vì Shopee mùng 6 tháng 6 đang sale giữa năm, gì cũng rẻ. Giá chỉ từ 1.000, miễn phí vận chuyển không đồng. Giảm giá lên tới 50%. Với là mẹ ơi, dịp này ở nhà mua đồ online cho an toàn mẹ ạ. Thằng này nói cũng có lý. Vì ở nhà không khó, đã có ship Shopee no. Ok, chỉ mẹ đặt ngay đi. Ha ha ha!